Rồi, hôm nay làm món gì được ngon này? Có thịt gì đây? Mua được miếng thịt bê về nấu nước dừa đây. Bê tươi chứ hả? Bê Bê tươi. bê Đấy, bê tươi này. à, chỗ này chỗ phần nào con bê đây? Ra bụng này. Đây 1 ký à? Ký đấy, 230. À, 1 ký 230. Rồi, gia vị có cái gì đây? Gia vị có nước dừa tươi, À, hạt nêm với mì chính, nước mắm này. Sả với gừng này. hôm nay mình luộc bê luộc nước dừa đấy à? Bê luộc nước dừa chấm mắm nêm này, mắm cá. Rồi ra đầu đi tiến hành đúng không? Rồi cho nước dừa này vào cái nồi này nhá. Cái này 2 quả à? Hai quả dừa. Đây. Đây là cái nước dừa. Nó đi sôi rồi mới thả thịt bê vào. Sôi cho nó tan gia vị mới bỏ thịt bê vào. Đây, thịt bê 1 ký là 230.000 này. Mua cái miếng da bụng nó có thịt có da nó mới ngon này. Này luộc khoảng 1 tiếng đồng hồ mới chín à? 40 phút thôi. Bốn Về xong sơ. 4 phút xong mình vớt ra để nguội xong mình để ngăn mát tủ lạnh à? Để vào tủ mát thì nó se lại thấy nó mới ngon. Cái này sôi khoảng 1 phút đấy nhỉ? À, mắm cá ở đâu? Mắm cá Quảng Nam Đà Nẵng nổi tiếng này. Cái này hộp được bao nhiêu tiền đấy? Hộp này 40.000 một hộp đấy. Này mình pha chấm món và bê cho à? Tỏi ớt với chanh đường với quả dứa vào. Cái nồi luộc nước dừa đã sôi rồi. Đổ nước đã sôi vào đầu mình thả thịt bê vào nhá. Rồi cho chính thịt bê vào này. Bê ngon nhỉ. Đấy. 1 ký đấy, 1 ký 230.000 đấy. 30.000. Em được khoảng 1 tiếng đồng hồ sau ăn được nhỉ? 40 phút thôi. Sau xong rồi vớt ra để nguội xong để vào ngăn mát tủ lạnh còn đồ mới thái ra ăn mới ngon. Cái này ăn với khế chua chứ chát cái loại rau sống này nhỉ, cái loại rau sống khế chuối chấm cái mắm dưa, mắm cá hả? Dưa leo giữa thơm ngon thế. 1 ký nhiều phết nhỉ, miếng ngồi còn dồi á. Ngon thế. Xong xong cái nữa này. Gần được rồi. 20 phút đó nhỉ? 20 phút nữa mới được. Thơm thế. Chín rồi. Bớt ra. Thấy rau sống để ăn món thịt bê nhỉ? Rau sống ăn bê đây. Này cái gì đây? Dưa leo đây, dưa chuột đấy. Leo mới thơm à? Thơm này, khế chua này. Dưa leo này, thơm. Dưa leo, khế chua, thơm. Đây là chuối chát, chuối hột đấy. Đây là chuối chát này. Chuối chát mình thấy mỏng không mình cho cái cắt cái chanh vào mình ngâm cho nó khỏi đen này. Đây là quả thơm này. Thơm này băm nhỏ cho pha nước chấm này. Quả thơm này mình thái nhỏ trong băm nhỏ để chút mình cho vào cái mắm cá mình pha nước chấm ấy. Đấy. Đấy. Tỏi vào nước chấm mới ngon. Cắt thêm ớt để pha nước chấm này. Ớt cho nó cay cay ngon. Cho mắm cá à, đây cái loại mắm cá này 40.000 à, 40.000 loại mắm cá cơm à, cá Quảng Nam đây này. Này chấm okay. Chấm cá đấy, cá các này cơm à, cá đây này là cá người ta ủ này. Ui, muối lên này ngon thế. Ngon chưa đấy, đúng rồi. Ngon ngon thế. Đây, là cho thơm bằm với tỏi bằm à, cho vào cái gia vị này, ớt bằm này à. Đấy. Dẫn thế đấy. Đấy, này cho đường vào nhá. Đường nhá, đường cắt trắng này, này nước chấm nó kỳ công này, này chanh này, chanh nhá. Đấy, ngoái này đảo đều gia vị lên này, ngon thế.
cơm cái gì đây? Cơm cá cơm này ngon. Rồi giờ đi thái thịt bê này. Quá. Bê mình đã để từ lúc chiều hay là tối rồi, à, đã 6:30 tối, 6 giờ giờ đã là 6:30 tối. Gừng luôn à? Gừng thái chỉ để đi ăn kèm với thịt bê. Nhiều gia vị cũng nhiều thứ nhỉ. Tỏi nữa này, tỏi sắt nát ăn kèm cho nó ngon thơm. Đấy. Nó ăn sống ở ngoài đấy hả? Ăn sống ở ngoài đấy. Sắt nó mỏng này tí nó quấn vào cái với thịt bò ngon. Bê. Quấn vào thịt bê. Đây gừng với tỏi thế mà. Hấp dẫn thế. Đấy, nước chấm này. Đấy. Cái này đặc biệt là nước chấm đặc biệt. Tận Quảng Nam Đà Nẵng. Ăn kèm tỏi nó rất là ngon, thơm. Rồi rau thơm mình chuẩn bị để ăn kèm mấy món bê cuốn bánh tráng này nhá. Rồi cho vào đây. Đã rửa sạch sẽ rồi, nó muối rồi. Cho vào đây. Rồi thái thái bê cho vào trong. Rồi cho khế với chuối đi, cho rau thơm hết vào đây tí nữa rồi. Đây, cho thơm vào đây đi. Rau sống rau thơm ngon thế. Đủ màu sắc nhỉ. Đấy. Khế chuối thơm. Khế này. Ngon thế. Cái chua, chua chát này. Thơm bê này. Để từ chiều ra này. Ngon này. Ngon đấy. Mà cái này. Cái bê này. Ngon thế. Thơm lắm. Dạ. Thịt nó còn hồng hồng, ngon này. Đây, ngon hơn này đấy. Đấy. Nó hồng ngon hết, thịt bê nó còn hồng tươi ngon hết. Đấy, đấy. Ngon nhỉ. Cũng chán ngon này đấy. Mềm nhỉ. Bê đấy. Mềm. Cho vào mẹt nha, cho vào mẹt rau thơm nha, chuẩn bị ăn nha. Đấy. Đấy. Ngon thế. Được không? Ngon chưa? Nước mắm này, nước cá cơm này, chấm cái thịt bê, một cái dừa này. Đấy. Lại rau sống như thế này, chua meo này, cái chát này, thơm này. Đấy, cái này rau thơm này. Gừng sắc sợi với tỏi thái mỏng này. Cuốn miếng chán. Cuốn to rồi. Rồi, để món bê đây. Rau sống à? Rau sống à. Ừ, đây là cái rượu gì đây? Mà kích à? Mà kích ấy. Ngon thế. Này, cho gia vị vô. Rau thơm nè. Thế, chuối nè. Dừa này. Bún tươi không? Bún tươi không, nào. Không ăn bún. Tí nữa ăn bún. Gừng này. Đấy, tỏi này. Đấy. Bê. Ngon thế. Đấy. Ngon nhỉ. Đấy, chịu bao kích rồi. Đấy, chú ạ. Vô. Ngon nhỉ. Đây, cuốn đủ loại rau rồi ăn nhé. Nó... ngon hết. Đồ vị nó mới ngon. Cứ thế này. Thế này. Đúng rồi. Đấy. 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 Bê này. Tỏi này. Quá tuyệt vời không? Cái này ăn chỉ mưa ngon. Quá tuyệt vời. Bốn miếng tươi ngon này. Một cái mắm mắm cá cá cơm mà. Thế. Mắm là tận Đà Nẵng ấy mang về. Nước chấm thần thánh. Đấy. Ngon quá. Ngon hết nhỉ.